vừa ăn sữa xong. Vâng. Đó thì tí ba mặc sẽ ăn. Bạn này ăn bún bình thường đi. Đĩa đá như này chưa ý được. Tí cô xử lý. Lúc nãy bác sĩ cũng bảo là bảo các cô là xem sao mấy này chưa ý này. Cứ lúc kể ra giờ mới ý phân chi thôi. Rồi, bà để lên cho cháu. Đây, bà mang xuống đây cho cháu. Vâng, bà để hết ở đấy cho cháu. Xong bà về phòng đi cho bà cháu ở đây. Vâng ạ. Nếu bạn các cô cái vải dày thì vâng. Có một cái vuông. Rồi, rồi, bà cứ để đây. Xong cái nào cần thì cháu. Sự lắng thì các cô bảo. Vâng ạ. Bà mặc áo cổ và bà ủ cho cháu 200. Thôi, chứ lại đi ra đây. Chị con lần mấy? Nóng lắm. Này à? Bé đâu là mấy trai này? Con gái. Con gái. Ông chồng mất mẹ. Ông chồng em là nóng lắm. Đến mẹ chồng hay là mẹ? Người ta gọi đi tập lá thì nóng quá. Các ông con lần ba đẹp mà, chị đẻ lần ba nữa. Bây giờ người ta thu hướng đẻ lần ba. Thế thôi, nhưng mà đẻ xong rồi lâu lâu không đẻ xong rồi đẻ lần nữa thì cũng không sợ lắm. Lần đầu tiên thì mới sợ, lần thứ hai thì run run, nhưng lần thứ ba thì nó bình thường. Rồi. Nói chung là như chị gái em con lần 4 rồi giờ vẫn máu đẻ. Mà đủ trai, đủ nếp, đủ tẻ rồi vẫn máu đẻ. Thích kiểu thích đông con ấy. Mà thôi thôi bà, ăn ngày mà đẻ. Đẻ này đẻ. Ủa chị mình thôi chứ ai. Đẻ này đẹp quen rồi. Nhưng mà máu lắm, hai vợ chồng máu lắm. Bạn này massage lần nào chưa? Chưa à? Hôm nay mới tắm mà hôm nay. Thế à? Bạn này hơi bị khô da nhá. Về mẹ cháu mua dầu dưỡng ẩm nhá. Nhờ cô nào massage có thể mua dầu dưỡng ẩm nhá. Massage cho con nhá. Dầu massage hoặc dầu dưỡng ẩm mua cho con trước khi tắm xong đi. Thời tiết này nó hanh khô. Bụng hơi trướng thật, không ị được bụng hơi trướng. Chị nói thì nha, cô tập nó hơi khó chịu tí cho để ị. Đợi ị đi về đúng không? Đợi ị mới về đúng không? Anh cứ bảo vợ đổ đi xong rồi đến tầm 3 tháng thì dùng lại như này. Chứ bây giờ cái kia này là bạn ấy mút là bạn ấy sợ đấy. Đúng rồi, cái bản đúng rồi. Tôi tưởng ông cho nó ra một phòng riêng. Không anh ơi, nhà em cho ngủ riêng luôn. Không. Nhà em có cái giường cao này, kéo ra một cái là nó có một cái một cửa bên cạnh cho bà sang mình nằm luôn. Vứt quăng rồi đấy, không liên quan gì đến thế giới của mình thôi. Chả gì hơi, chả làm sao. Thế á? Con em bây giờ tự giác đi xuống dưới giường. Ngày nào nó cũng làm việc với ba mẹ. Con ngủ ở đây, không bao giờ con ngủ với ba mẹ kế con xuống không. Thế sao nó bảo, thế bây giờ như nào? Thế bảo là, tóm lại bây giờ nhá. Thứ bảy hàng tuần con lên giường ba mẹ được nằm ngủ cùng một ngày. Thế sao bao giờ mẹ, ba có em, con như nhân thần muốn con ngủ với bà giúp việc còn đâu. Hoặc là bà nội, hoặc là bây giờ là cứ còn chuẩn bị cho ngủ một hôm. Thế là cũng không bật ra. Nhưng mà cho nó nằm riêng là sướng. Mình nằm
chết luôn. Nó chỉ cần đậm phát em tỉnh luôn, em cứ nó cứ tỉnh luôn. Bạn này đã xuất hiện nốt viêm da rồi nhá. Mẹ cháu về mua hồ nước để cho chấm cho con nhá. Ở gáy này nhiều lắm. Chị biết không? Bắt đầu mọc lên mặt này này. Đây này. Nhìn thấy không? Đây này, đây là mẹ cháu ngó đi. Nhiều chưa? Mua hồ nước nhá. Về chấm cho con nhá. Rồi ôi, cũi à, trông thế thì bất tiện lắm. Nhà đây con em chồng em mua xong lại dỡ bỏ đấy, dùng lớn đâu. Nhưng nhà rộng thì để được mà. Ừ, em bảo là nhưng mà cũi thì thực sự không ấy lắm, không thiết thực lắm. Thì những ngày đầu tiên này vẫn phải nằm ghép với mẹ chứ làm sao mà cho nó nằm rời được, đúng không? Mẹ nào đi. Có nghĩa là anh phải mở cái cửa ra để mình vẫn thò tay được ra của nó. Đấy, không như thế vẫn được mà. Để nói chung là sơ sinh thì cũng chẳng dám để nắm. Sao không dám, cho em nắm luôn cho mày thì sao. Chả sao, sướng lắm. Đổi bình đi chị ạ.